Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Let's Go Nhanh Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ tham quan hồ cá sấu của làng du lịch Mỹ Khánh nha. Bây giờ cùng mình bắt đầu thôi nào. Cá sấu là một trong số 23 loài động vật to lớn nè, thuộc loài lưỡng cư, đều có ngoại hình giống như thằng lằn nè và có thói quen ăn thịt như các loài bò sát khác. Cá sấu có bộ hàm mạnh mẽ với nhiều răng hình nón và chân ngắn với những ngón chân có móng nè. Chúng gây ấn tượng ở một hình dạng cơ thể độc đáo, mắt, tay và lỗ mũi ở trên mặt nước, trong khi hầu hết các động vật được ẩn bên dưới. Đặc biệt, cá sấu có đuôi dài và đồ sộ, dạ dày, có lớp vảy chắc khỏe nè. Cá sấu như là một loại bò sát có vẻ giống với khủng long và sống từ thời khủng long. Một lượng lớn hóa thạch cá sấu đã được phát hiện từ 200 triệu năm trước. Bằng chứng hóa thạch chỉ ra rằng là chỉ một trong bốn phân vùng của cá sấu đã sống sót đến thời hiện đại. Trình tự của cá sấu. Cá sấu là loài lớn nhất và nặng nhất trong các loài bò sát ngày nay. Tất cả cá sấu đều có phần mõm tương đối dài. Phần mõm của chúng thay đổi đáng kể về hình dạng và tỷ lệ nè. Các vảy bao phủ hầu hết cơ thể nói chung được sắp xếp theo một mô hình thông thường. Và các mảng xương dày xuất hiện ở mạch sau. Các chi chủ yếu được phân biệt bởi sự khác biệt trong dãy phối hợp sọ nè. Sự phân biệt loài được xác định chủ yếu bằng tỷ lệ của mõm, bởi các cấu trúc xương trên mặt và lưng hoặc mặt trên của mõm, và theo số lượng và sự sắp xếp của các hang đo nè. Trong phạm vi sự sinh sống thì quần thể cá sấu đã và đang được giảm do sự chiếm đóng của con người nè. Việc thay đổi mục đích sử dụng đất đã làm giảm môi trường sống của chúng. Nhiều loài cá sấu đã ở mức báo động đỏ do con người thay thế quá mức bộ da quý của chúng. Cái để sản xuất túi sắt nè, giày nè, thắt lưng nè và các vật phẩm khác. Việc sử dụng cá sấu tại địa phương để lấy thịt là và thuốc đã cũng phổ biến. Những người sống gần cá sấu thường không thích chúng vì chúng ăn vật nuôi, gia súc và đôi khi chúng có thể ăn thịt con người. Vào khoảng năm 1970, chính sách bảo vệ động vật của quốc gia được cải thiện, môi trường sống của cá sấu được bảo tồn nha, đã cho phép một số lượng lớn cá sấu được phục hồi. Tuy nhiên, khoảng một nửa trong số 23 loại vẫn còn phổ biến và rất nhiều nguy cơ bị tuyệt chủng nè. Con cá sấu á, vòng đời của nó có cá sấu non nở ra từ quả trứng nè, nở ra từ 20-30 cm là 8-12 inch. Lúc đầu nó sống với anh chị em nó, được giấu ở một cái rìa môi trường sống để tránh những kẻ săn mồi khác nhau. Đầu đàn trong những số kẻ săn trứng này là cá và chim nè. Nhưng những con cá sấu lớn hơn cũng có thể ăn con non, ăn thịt đồng loại và làm mồi cho các loài khác. Được cho là sự ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số và phải điều chỉnh tăng trưởng dân số của cá sấu. Trong 3-4 năm đầu tiên, con non tăng chiều dài khoảng 3-40 cm là khoảng 1 feet mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng sau đó giảm dần, nhưng sự tăng trưởng có thể tiếp tục trong suốt cuộc đời. Độ tuổi cá sấu trưởng thành về tình dục xảy ra vào khoảng 10 tuổi và chiều dài cơ thể khoảng 1,5-3 m. Là 5-10 feet cá sấu đang bị giam cầm được biết là đã đạt được đến độ tuổi là 70 năm trở lên, nhưng tuổi thọ này trong tự nhiên rất là ít được biết đến. Ước tính trong tự nhiên, các nghiên cứu về tốc độ tăng trưởng cho thấy tuổi thọ của cá sấu là hoang dã và những con giam cầm có thể tương đối ngang nhau. Một con cá sấu sông Nile hoặc một con cá sấu có thể sống đến 80 năm. Trung bình tuổi thọ của cá sấu thì chia từ 30 đến khoảng 60 năm, trong khi những con cá sấu thực sự được cho là sống từ 50 đến 75 năm. Thói quen sinh hoạt thì cá sấu chủ yếu là loài động vật sống về đêm. Chúng là loài săn mồi và dành phần lớn thời gian ở dưới nước, mặc dù chúng cũng được thực biết là đã thực hiện những chuyến đi dài vài km trên đất liền. Trong những tuần đầu tiên của cuộc đời thì cá sấu nó ăn côn trùng, động vật giáp xác, ốc sên, cá nhỏ, ếch và nòng nọc. Cá sấu già chủ yếu ăn cá và thích săn mồi. Chim nước và động vật có vú nè, thỉnh thoảng những con lớn nó có thể ăn thịt người. Mặc dù những sự cố như vậy khi xảy ra thì thông thường không thường xuyên, cá sấu sẽ bị coi là những kẻ ăn thịt người rất đáng sợ.
cá sấu bắt động vật dưới nước trong hàng của chúng với một chuyển động ngang của mồm nè. Chúng có các thụ thể nhạy cảm và nằm trong các hố phần thuộc phần vảy quanh miệng và có khả năng phát hiện chuyển động quanh miệng. Để bắt những động vật trên cạn, một con cá sấu thường trôi nổi một cách thụ động hoặc vẫn bất động ở mép nước nơi con mồi thường uống nước. Cuối cùng với một cú nhảy bất ngờ, nó sẽ bắt giữ con vật lúc nó không ngờ và nhấn chìm cái con vật. Nếu con mồi lớn, một con cá sấu có thể kẹp các phần của chúng trong hàm của cá sấu và xoay nhanh trong nước để xé thịt con mồi ra. Cá sấu điều chỉnh nhiệt bằng cách xen kẽ phơi nắng và nghỉ ngơi ở những khu vực bóng mờ hoặc nước mát. Các cá thể lớn hơn duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định trong phạm vi ưa thích là 30 đến 32 độ C, là 86 đến 90 độ F. Trong vài giờ thì thậm chí là qua đêm. Kết quả là những con này đạt hiệu quả trao đổi chất cao hơn. Một số nghiên cứu về quần thể hoang dã cho thấy có những mối quan hệ xã hội phức tạp giữa các con cá sấu. Đây được hiểu như hệ thống phân cấp thống trị cho phép những con vật chiếm ưu thế có thể tiếp cận địa điểm phơi nắng và làm tốt hơn. Nhiều cá sấu phát ra âm thanh để giao tiếp, con non của nhiều loài khác nhau sử dụng một số âm thanh chói tai và lẩm bẩm. Còn con lớn hơn thì có thể phát âm ra những tiếng cào nhào, gầm gừ và rít lên. Ví dụ thì cá sấu phát ra tiếng rít lớn khi bị đe dọa và hầu hết những con non phát ra những âm thanh mô tả là tiếng cào nhào hoặc tiếng lách cách. Ngoài ra, các thành viên của cả hai giới có thể tạo ra một tiếng gầm lớn trong mùa sinh sản. Một con cá sấu gầm gú làm căng các cơ trên cơ thể của nó để đầu và đuôi nhô lên khỏi mặt nước. Các sườn có thể rung rất mạnh, có đến nỗi nước được phun cao nè và không khí từ mỗi bên. Âm thanh bao gồm tiếng gầm nè có thể bị kích động bởi bất kỳ tiếng ồn lớn nào. Nhiều loài sẽ phản ứng với tiếng súng, động cơ và thậm chí khi con người bắt chước âm thanh của cá sấu, loài động vật này cũng sẽ xuất hiện để giao tiếp bằng cách sử dụng tín hiệu hóa học. Các tiếng mồi và hệ thống bài tiết chất nhờn cũng giữ chức. Bộ não của cá sấu tương đối nhỏ so với kích thước của cơ thể. Độ não của một con cá sấu dài khoảng 4 mét là 13 feet, chỉ nặng khoảng 11 gram. Tuy nhiên, cá sấu có khả năng tạo những hành vi phức tạp, chúng thường tò mò và cho thấy bằng chứng về khả năng học tập nhanh chóng. Các cá thể bị giam giữ cũng một số loài có thể nhận biết được là những con vật này sẽ thường xin thức ăn và một số thậm chí cho phép con người vuốt ve đầu. Và vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu về loài cá sấu rồi và video đến đây là đã kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhớ like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nè. Bye bye.